xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây. Hôm nay chỉ với một nút bấm, tôi có thể phá hủy cả hành tinh. Sử dụng cái bệ phóng này để phá hủy hành tinh hiện tại. Ủa cái gì kỳ vậy? Như vậy nè, hiện tại chúng ta đang có một hành tinh và nhiệm vụ của mình là đi phá hủy cái hành tinh này. Ok chưa? Và ấn một cái nút. Boom! Người ta là sẽ gọi là gì ta? Mở rộng thêm lãnh thổ. Còn tôi rảnh hán tôi đi kiểu đi phá hủy. Và mình đã mới vừa nâng thêm nhiên liệu. Chúng ta muốn phá hủy cái gì đó, chúng ta phải thêm nhiên liệu vào. Mình nghĩ là cái khu vực này đẹp nè. Đó, bây giờ mình sẽ nổ như vậy. Để nó nổ một lần 4 cái luôn nè. Sa mạc này, ai cho mày sa mạc mà mình được 37 đồng sao? Tiếp, bây giờ chúng ta sẽ nâng, mình có 68 đồng. Rồi mình nâng thêm mà lượng, gọi là gì ta, cái tầm mà của cái quả tên lửa này nó cái đạn đạo hạt nhân á, đúng rồi. Tiếp theo là cái khu vực này ha. Ok nè. Nhanh tí được không? Nổ một lần 6 mảnh đất luôn. Ok, nổ một lần 6 ô và bây giờ chúng ta sẽ đẩy thêm. Nó không cho nâng nữa hả? Ủa sao kỳ vậy? Làm sao để nó nâng max lên? Bây giờ chúng ta sẽ coi quảng cáo để có được mấy cái quả tên lửa này. Bây giờ mình sẽ làm cái quảng cáo này. Mình thích cái tên lửa màu đỏ này, nó đẹp. Còn quảng cáo bên cái web này nó có 5 giây thôi, khỏe lắm. Sau khi coi quảng cáo xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển. Nhìn nó xấu dữ vậy? Tôi tưởng nó đẹp lắm. Nâng cấp sức mạnh vào. Đó, bây giờ chúng ta có thể lên được một tí nữa nè. Power. Bây giờ mình có 70 đây. Bây giờ mình có 120 điểm sức mạnh. Mình phải chi vào đâu đây? Mình nghĩ là mình sẽ chi mát vô cái này cho nó nổ banh nhà luôn. Còn 20 cho nhiên liệu thôi. Nhiên liệu thấp một tí rồi, nó nổ một vật. Nhiên liệu thấp thì nó không cho bay cao, bay xa hơn mọi người ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giảm lại thôi. Giảm còn 80, đẩy cái này lên 40. Lần này ok nè. Lần này thì cho tôi xin cái này nha. Wow. Trời ơi. Nhiên liệu 20 là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi quảng cáo để lấy tiền. Bên đây chúng ta chỉ coi quảng cáo có 5 giây thôi, nên là rất là thoải mái mọi người ạ. Bây giờ là có nhiêu? Bây giờ là mình đang không điểm sức mạnh. Bây giờ mình mua điểm sức mạnh để mình chi phối vào mấy cái này. Bây giờ mua thêm 20 điểm sức mạnh, tôi đẩy mát cái này luôn. Rồi, bây giờ nó nổ một cái là một cái mảng to luôn nè mọi người. Sẵn sàng chưa? Mình nghĩ là mình sẽ phá luôn cái máy này. Hình như cái máy này nó đang bảo vệ cái thành phố này. Ai cho mày bảo vệ? Sẵn sàng đón nhận món quà của tao đi. Trời đất ơi, hình như Nhật Bản mọi người. Tôi mới thấy cái cổng Nhật Bản kìa. Chúng ta mục đích là giải trí chứ không có chính trị hay là chiến tranh gì ở đây nha. Và tôi đã mát đạn rồi, bây giờ chúng ta nâng nhiên liệu để chúng ta có thể phá hủy rộng hơn. Ok, chỗ này ok đó nha. Tạm biệt cái thành phố thôi nào. Xong, sắp xong hành tinh 1 rồi. Bây giờ tôi lại tiếp tục nâng cấp, đẩy nó lên 100 luôn. Và bây giờ không còn gì để nâng nữa. Bây giờ của tôi là mát rồi. Bây giờ cố gắng phá hủy nhiều để tôi có chỗ nào để phá hủy không. Đào. Đây. Ở đây cũng ok nha anh em. Rồi. Sắp xong cái hành tinh này rồi. Chúng ta phải clear nhanh nha. Ok. Chắc là thêm một lần nữa mọi người. A few moments later. Chúng ta đã phá hủy hết cái hành tinh 1 rồi. Bây giờ tiếp đến hành tinh thứ 2. Wow, bây giờ chúng ta có thêm một cái nâng cấp, đó là radar. Bây giờ mình cứ nâng mát cái này, tăng nhiên liệu. Sẵn sàng chưa? Đầu tiên là cái sa mạc trước, tôi cho nó hói một cái lỗ trên đầu. Đã có tiền, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp này. Đẩy, nhiên liệu ngày càng mắc nha mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ vẫn để về đây đi. Cho một tí radar vào. Radar là income, có nghĩa là nó sẽ tăng thêm lợi nhuận cho mình mọi người. Tăng thêm tiền khi mà mình phá hủy một cái mảnh đất nào đó. Này 100, 120. Cái này nó đang có cái radar bảo vệ, cho nên là tôi sẽ bắn cái cục này. Ai cho mày bảo vệ? Muốn bảo vệ không? Mày thích bảo vệ không? Ok, let's go. Xin lỗi nha, không có được bảo vệ thành phố nghe chưa? Như thế là hư.
hình như cái này là cái cuối rồi. Tôi đang đi tìm một cái thành phố để tôi phá. Như là mình phá hết mấy cái thành phố luôn rồi. Bây giờ chỉ còn mấy cái mảnh đất xương xương này à. Chỗ này gọng này, chỗ này gọng này. Làm một cái là xong luôn đi, cho tôi xong luôn đi. Please, phá hủy cái hành tinh số 2. Còn một lần nữa mọi người ạ. Thôi, không quảng cáo quảng kiếp gì nữa. Cái cuối rồi. Bây giờ tiếp theo là tôi sẽ mình phá luôn cái này nữa là xong rồi. Let's go. Qua hành tinh số 3 thôi, bây giờ là không còn sự sống nữa hành tinh này. Nó chơi cái game gì đâu mà nó cực đoan vậy. Người ta là phải tạo thêm một cái ngôi nhà mới, một cái gọi là gì ta, mảnh đất mới. Còn cái này nó đi phá. Hả? À ok, tôi tưởng nó chưa xong chứ. Đi nào. Đã đến lúc hành tinh số 3 gõ cửa cái nào. Coi ở nhà không? Lần này chúng ta sẽ tăng động cơ lên. Nhưng đối với mình, cái này vẫn là quan trọng nhất. Tiếp theo là cái này. Và cuối cùng là fill thì từ từ nha. Ok, cái fill thì một lát mình mới làm. Bây giờ là có động cơ. Tôi nói sai rồi anh em à. Boom. Ok, hãy cho tôi qua màn 4 đi. Làm ơn. Qua màn 4. Chưa nữa hả? Oh my god. Hơi bị bóc lột rồi đó nha. Lần này mà không được nữa đi, chúng ta phải qua hành tinh 4. Cổng Nhật Bản đi luôn. Cái cổng Nhật Bản xong. Không cần cái gì đâu. Ok, chúng ta hãy đi qua hành tinh thứ tư. Tôi nghĩ hành tinh thứ tư không phải là trái đất đâu. Chắc chắn nó là một cái hành tinh nào đó. Nó có tới tận 5 cái hành tinh lận. Ok, đầu tiên tôi sẽ đẩy mát cái engine. Cái engine là gì? Nó sẽ tăng tiền, tăng mọi thứ luôn. Rồi tiếp theo là cái này. Tiếp theo là cái này. Và cuối cùng là fuel. Fuel ít thôi mọi người. Cái engine là cái động cơ á, nó sẽ cộng hết ba cái này lại luôn. Cái cuối chúng ta nên lấy nha mọi người. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy tìm một cái nơi nào đó thật sự là đẹp như là cái nơi này. Chúng ta chỉ cần ấn nhẹ một cái nút để coi quảng cáo. Trời, cái khu bể phóng của tôi bây giờ nó nhỏ xíu luôn. Rồi, nhiệm vụ của mình là phá hủy tất cả các hành tinh. Phá hủy cả hành tinh này để chúng ta qua hành tinh cuối cùng mọi người ạ. A few moments later. Tôi phá chuỗi gần hết cái hành tinh này rồi. Bây giờ chỉ còn lại vài chỗ lởm chởm thôi để mình tỉa nó luôn. Tỉa bớt tóc của cái hành tinh này. Xong. Được chưa? Qua màn chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Qua màn rồi. Và hành tinh cuối cùng. Hành tinh này chúng ta sẽ hành tinh thứ 5 nó sẽ như nào đây? Hành tinh thứ 5 chúng ta sẽ đẩy mạnh cái này. Và ok, mấy cái fuel này để như đây là đủ rồi. Hành tinh này cũng được bao quanh rất là nhiều thứ nha. Tôi không có được kiểu cái một ứng một nút mà banh cả hành tinh, khá là buồn nha. Ok, cái này có chớp đúng không? Rồi, đã sang chưa? Là một lỗ to đùng ở đây nào. Mất tích hết. Trời ơi, còn hai cái đốm kia kìa. Thôi bây giờ chúng ta không cần phải coi quảng cáo hay làm gì cả. Bây giờ cứ nổ hết đi. Một lát cái đống này tôi tự lo được. Ai cho mày bảo vệ. Bắn lần 1, lần 2 là được. Rồi, tiếp nè. Chỗ này đã nè. Chỗ này nó tăng thêm tiền cho mình nữa. Nhật Bản. Đáng lẽ là mình cần nó có thêm nhiều mấy cái công trình hơn nó mới đẹp chứ, toàn đất đai không mà nhìn nó hơi cheap mọi người. Ok, bây giờ mình nâng thêm lên một tí này. Rồi, tiếp theo là tới cái này. Cới bên mình luôn. Ê, có khi nào tôi bị nổ banh luôn không? Nó nổ cới bên luôn nè. Boom. Rồi, xong cái hành tinh thứ 5 là chúng ta kiểu không còn sự sống nữa rồi. Đây. Hành tinh này từ từ. Hành tinh này có cái cục này đang bảo vệ nên là mình sẽ nổ cái cục này trước cho nó lề. Rồi, một lát nổ luôn cái thành phố chứ sao tôi lại nói hành tinh. Rồi, mở khóa đi em ơi, mở khóa đi, đừng trốn tránh nữa, mở khóa đi. Chưa đủ tiền để nâng cấp nữa sao? Ui, chỗ này ok nè, chỗ này đã nè. Ngộ hen, sa mạc kế bên khu vực tuyết luôn, gì kỳ cục lạ lùng vậy. Rồi, đủ tiền để mình mua lên, thấy chưa? Không cần xem quảng cáo, bây giờ chúng ta chỉ việc của chúng ta chỉ cần đem đi nổ thôi. Nổ chỗ nào gọng gọng tí mọi người. Đây, chỗ này ok nha.
ấn một nút. Đây, có khi nào đây là cái cách, cái trò tiêu khiển của các gọi là gì ta, các những người mà kiểu có chức vụ tối cao nhất của một bộ máy nhà nước không? Nó chỉ cần ấn cái nút thôi là tên lửa tới chào hỏi thăm mình liền. Xin nhẹ cái vùng đất này nha. Bây giờ là lười chiến tranh lắm, lười bắn nhau lắm. Giờ gửi cái này qua một cục là xong rồi. Gửi cái này qua kiểu hỏi thăm thôi. Mình nghĩ là chỉ cần một hai cái ấn nút nữa thôi là cái hành tinh này nó cũng chùi lưỡi rồi. Hả? Còn một hành tinh cuối cùng sao? Tôi đánh giá hơi bị quan ngại nha. Tôi tưởng là hành tinh thứ 5 là hết rồi. Ở đây nó có thêm một hành tinh ẩn sao? Nếu mà hành tinh ẩn hả? Đâu, để tôi lựa chỗ nào nổ cho nó đã coi. Có vẻ là chỗ này. Ồ, kế bên luôn, kế bên luôn. Hello, boom. Và hành tinh thứ 6, làm ơn, đừng có hành tinh thứ 6. Tôi không muốn hủy diệt cái hành tinh nào nữa đâu. No, thực sự là 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đi qua dải ngân hà khác mọi người ạ, Galaxy. Chúng ta đi qua dải ngân hà khác, nó không liên quan tới cái hành tinh nữa mọi người. Bây giờ là dải ngân hà thứ 2. Ok, video này đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau, bye bye, peace.